sản xuất bánh bao á. Ông chủ quán bánh bao và bà chủ quán bánh bao, bà chủ cùng mang biển bao lột bẩu trang đây đó. Đây là nhân nè. Ô, cái này làm thế nào? Cái này của chị đúng không? Trời, mất mấy tiếng đồng hồ hả? Dạ. Sao chị? Đúng rồi, vô đã đi đó. Ừ, đã đi. Mẹ biết nó có cái mùi chua chua. Ừ. Nhưng mà bánh bao là vậy con. Ê! Mẹ nháo mẹ nữa chứ. Mấy ngày trước con sợ chua chua. Cái gì? Sợ nó chua chua mấy ngày trước là sợ. Cái đó là em phải hỏi cô với chị. Em vừa phải hỏi nó. Ok. Cho thêm cái nhân nữa đi. Vâng. Ok. Đội đội khoai nhân hả? Đội này đội tim thích ăn nhân. Hấp dẫn quá. Đấy, đấy. Bàn tay vàng. Trong làng làm bánh. Đấy, ok. Đẹp quá. Ok. Vậy cái em cắt đâu rồi? Đây. Đấy. Bỏ vô hai cái tay vô đi. Đây 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 đây. Rồi, vô. Đẹp quá. Rồi, làm cái này cái nữa xong rồi mình hấp. Hấp này một. Công sức từ sáng đến giờ lọ mọ đi chợ cắt thịt, cắt rau, nhào bột. À nhào bột lại có thêm sự giúp đỡ của cô Hội nữa. Lấy một mí trứng ăn kéo lên luôn. Kéo qua à, té ra là vậy hả? Kéo cho nó vào giữa. Cái này bánh bao bao giờ nó có núm núm là như vậy à. Kéo từ các bên nó vào. Đó. Đẹp ấy, đẹp ấy, càng làm càng đẹp rồi đấy. Càng làm càng đẹp, thuận tay rồi đấy. Thuận tay rồi đấy. Nhìn đi, đây là một tác phẩm nghệ thuật. Nó không phải là một cái bánh bao đơn thuần đâu nha. Đấy, hãy xem đây. Đây, còn đây. Bàn tay vàng trong làng phá. Bánh hấp đầu tiên. Tiếp tục làm hả? Một cái đó là một cái bánh đó hả? Không, à, mỗi một cái này là một cái bánh. À, ok. Bây giờ mình cho trứng cút nhưng mà không phải Hen Quyền. Nè, cô chú tới nhà chơi vui quá hả? Siêu vui luôn nè. Phương pháp mới hả? Cách làm mới hả? Nhép như cái hoa, đẹp chưa? Ừ, đấy. Bàn tay vàng luôn. Này, để lấy cái gì đựng chứ? Đây là hai này. Trời xa. Lấy công làm lời đúng. Rồi, ok. Cắt thử ra nha.
xong chưa? Nào bây giờ thì thử mùi vị của bánh xem sao. Ngon quá. Này sau khi cắt làm bốn này, bánh như thế này đây. Nào bây giờ thử thử tính chất của bánh xem sao. Chắc là ngon tuyệt vời. Nóng quá ha. Vừa mới ra lò luôn. Bánh làm tại nhà qua bàn tay vàng của giáo sư giáo sư Lê. Giờ đi làm bánh. Wow. Đấy, thử nè. Bánh tự làm quá ngon hả? Quá đã, đi ăn đi. Thử thế nè. Đấy rồi em quay xin. Ok, hoa bùi dao rồi. Để em quay xin nè. Thôi thôi, khỏi quay xin đi. Từ từ ăn. Wow, bánh bao. Thơm lắm, có mùi tươi, nấm mèo và cái tiêu. Wow. Đúng mùi bánh quê hương. Này là các bạn không bao giờ tìm thấy được ở Đài Loan nha. Chị tay làm. Chỉ tìm thấy ở nhà chị Ái thôi. Và bạn Hương sẽ quyết định là thương mại hóa cái sản phẩm này đi toàn ngày mai. Một cái 50 tệ các bạn có đặt không? Mình là mình sẽ đặt 10 cái. Quá ngon luôn. Đây là mẻ số 2. Mẻ số 2 là được nặng và đang chờ để hấp nè. Yeah.